Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Sau đây mình xin kể về một câu chuyện của chú chó Dorado. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông lão mù Oma Eduardo River bị mắc kẹt vào một trong những tình huống nguy hiểm nhất trên thế giới. Ông River làm việc trên tầng 71 của tòa tháp trung tâm thương mại thế giới và đến đây cùng chú chó Dorado của mình như thường lệ vào buổi sáng định mệnh đó. Khi chiếc máy bay đầu tiên do bọn khủng bố điều khiển đâm vào tòa tháp, ông River biết mình đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ông nghĩ rằng một ông lão mù như mình không thể nào chạy thoát được, thế nên ông đã tháo dây cho chú chó Dorado và ra lệnh cho chú chó chạy đi ra ngoài để sống sót. Ban đầu chú chó này nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng 10 phút sau, ông River cảm nhận thấy chú chó trung thành đang cọ vào chân ông. Dorado đã quay trở lại cùng với chủ nhân đang gặp nạn, và với sự trợ giúp của một đồng nghiệp của River hướng dẫn ông mò mẫm đi xuống cầu thang thoát hiểm. Họ phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới đi được hết 72 tầng cầu thang bộ và thoát ra ngoài an toàn. Ngay khi họ vừa thoát ra, cả tòa tháp đổ sập xuống với hàng ngàn người mắc kẹt bên trong. Ông River khẳng định rằng chính chú chó trung thành Dorado đã cứu mạng ông. Câu chuyện thứ hai là chú chó Fido. Lòng trung thành vô hạn của chủ nhân đã biến Fido trở thành một nhân vật nổi tiếng trong thập niên 1940-1950. Fido là một chú chó hoang trên đường phố Luco di Muzzillo, một thị trấn nhỏ ở Florence, Ý. Năm 1941, ông Carlo Sotran tìm thấy Fido bị thương đang nằm trên đường và quyết định đưa chú chó về nhà để chăm sóc và nhận nuôi. Kể từ đó, mỗi khi Sorine đi xe bus từ nhà máy về nhà, Fido luôn đứng sẵn tại trạm xe bus để chờ ông. Suốt 2 năm trời, không ngày nào là Fido không đứng chờ Sorine ở trạm xe bus. Sau đó, cả hai cùng đi bộ về nhà. Một ngày nọ, nhà máy nơi Sorini làm bị trúng bom của phe đồng minh và ông nhiều công nhân khác thiệt mạng. Đêm hôm đó, khi Sorini không trở về, chú chó Fido lặng lẽ từ bến xe bus về nhà. Nhưng đến hôm sau, chú lại tiếp tục trở lại bến xe để chờ chủ. Cứ thế trong suốt 15 năm ròng rã, ngày nào Fido cũng kiên nhẫn đứng ở bến xe chờ đợi người chủ không bao giờ trở về. Sự trung thành của Fido đã khiến chú trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Florence. Và khi chú qua đời vào năm 1958, chú được chôn cất ngay cạnh mộ của ông chủ Sorrenti. Đó là câu chuyện, hai câu chuyện lòng trung thành của những chú chó rất là dễ thương mà đáng được ghi vào sử sách và đáng được mọi người trân trọng. Cũng như chúng ta khi nuôi một con chó thì chúng ta cũng phải thương yêu, săn sóc, thì bằng tình cảm ấy nó mới đáp lại. Khi chúng ta buồn vui, nó cũng sẵn sàng để mà chia sẻ buồn vui với mình. Tuy không biết nói nhưng hành động, gương mặt, sự láo liên, nó làm cho mình nguôi ngoai đi phần nào trong cuộc sống bề bộn vất vả này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi.